Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Abdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau khi trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực rừng núi giáp biên giới với Azerbaijan trong bối cảnh sương mù dày đặc vào ngày 19 tháng 5. Đáng chú ý, theo cuộc điều tra ban đầu của nhóm cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có những dấu hiệu bất thường. Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết vì Iran nằm trong khu vực chịu trách nhiệm ứng phó khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ nên các nhà chức trách đã kiểm tra tín hiệu từ trực thăng sau khi nghe tin chiếc máy bay này bị rơi. Nhưng thật không may, chúng tôi nghĩ rất có thể hệ thống tiếp sóng đã bị tắt hoặc trực thăng không có hệ thống này. Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng về phát biểu trên của ông Uraloglu. Có thông tin cho rằng chính phủ Iran đã được giới chức nước này hối thúc nên mua hai trực thăng của Nga để chuyên chở các nhà lãnh đạo do lo ngại về mức độ an toàn của phi đội trực thăng đã cũ kỹ. Bởi chiếc trực thăng gặp nạn là Bell 212 do Mỹ sản xuất từ những năm 1960 và có sức chở 15 người. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ, khiến Tehran gặp khó khăn trong việc mua phụ tùng thay thế cho phi đội trực thăng. Và đây có thể là nguyên nhân khiến chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi gặp sự cố và bị rơi. Tại Trung Đông, Iran bị coi là thị trường hàng không kém an toàn nhất trong khu vực. Gần 2.000 người Iran đã thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay kể từ năm 1970. Bên cạnh đó, các vụ tai nạn liên quan đến các hãng hàng không Iran trong suốt 45 năm qua cũng đã khiến 1.755 người thiệt mạng. Theo mạng lưới an toàn hàng không, kể từ năm 2000, đã có 22 vụ tai nạn hàng không gây chết người xảy ra ở Iran. Những số liệu trên cho thấy hàng không tại Iran đặc biệt không an toàn, và một phần dẫn tới thực trạng này là hậu quả của hàng chục năm Iran chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, khiến nước này không thể mua được các phụ tùng, thiết bị, máy bay hiện đại phục vụ cho ngành hàng không. Trong tình cảnh như vậy, các hãng hàng không đã phải tháo rời một số máy bay cũ để lấy các bộ phận. Nhiều máy bay ở Iran ngày nay đã trở nên lỗi thời. Theo trang tin Airfleet.net, tuổi trung bình của máy bay được các hãng hàng không hàng đầu như Iran Air và Mahan Air sử dụng thường trên 20 năm và một số chiếc là hơn 30 năm. Vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian ngày 19 tháng 5 không phải là lần đầu tiên Iran chứng kiến một vụ tai nạn máy bay chở quan chức chính phủ cấp cao. Một bộ trưởng quốc phòng, một bộ trưởng giao thông vận tải và tư lệnh các lực lượng vũ trang hàng không mặt đất của Iran cũng từng thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay và trực thăng trước đây. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi là trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất. Theo nhà phân tích quân sự Cedric Layton của đài CNN, trực thăng Bell 212 bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối những năm 1960. Mẫu trực thăng này lần đầu tiên được sản xuất tại Mỹ và sau đó ở Canada. Ông Layton, một thượng tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu, chỉ ra khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế có thể là một nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Phụ tùng thay thế chắc chắn sẽ là một vấn đề đối với người Iran. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng nguyên nhân là việc khó tìm phụ tùng thay thế do các lệnh trừng phạt cộng với thời tiết xấu trong vài ngày qua ở khu vực Tây Bắc Iran. Tôi nghĩ tất cả những điều đó đã tạo ra một loạt sự cố, dẫn đến một loạt quyết định mà phi công và thậm chí có thể cả chính Tổng thống đã đưa ra khi sử dụng chiếc máy bay này, và thật không may cho họ. Ngay sau khi áp dụng các lệnh trừng phạt vào năm 1979, lĩnh vực hàng không của Iran đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Trọng tâm của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hàng không Iran là lệnh cấm nước này nhập khẩu bất kỳ máy bay hay thiết bị máy bay nào được sản xuất với hơn 10% linh kiện của Mỹ. Điều đó đã loại trừ khả năng Iran mua máy bay hoặc trực thăng mới của phương Tây, đồng thời cũng khiến Tehran gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bộ phận cần thiết để bảo trì các phi đội bay cũ kỹ của mình. Một số máy bay phản lực của Nga cũng phụ thuộc vào các bộ phận của Mỹ, do đó việc tìm nguồn cung ứng ngay cả những thứ đó cũng gặp khó khăn đối với Iran, bất chấp mối quan hệ chặt chẽ giữa Tehran và Moscow. Theo Viện Cận Đông Washington, tính đến tháng 4 năm 2019, 23 hãng hàng không Iran đang vận hành 156 máy bay trong tổng số 300 máy bay ở nước này, cho thấy gần một nửa số máy bay của Iran không thể bay vì phải chờ phụ tùng thay thế. Ông Mohammed Mohammadi Bas, người đứng đầu cơ quan hàng không Iran, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran chia sẻ với hãng tin Fars vào năm 2022 rằng nhu cầu sửa chữa thường xuyên đã làm tăng giá vé máy bay ở Iran và cũng gây căng thẳng kinh tế cho các công ty sản xuất máy bay nhỏ hơn.
máy bay cũng không thể gửi ra nước ngoài để sửa chữa và phải bảo dưỡng ở trong nước với nhân lực chuyên gia rất hạn chế. Năm 2015, thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung đã được ký kết, trong đó Iran đồng ý ngừng sản xuất các vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Đổi lại, các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực hàng không được nới lỏng, cho phép nước này mua máy bay từ các nhà sản xuất nước ngoài như Airbus và Boeing. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã được tái áp đặt khi Mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2018. Và theo Viện Washington, khoảng thời gian ngắn ngủi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ không giúp ích được gì nhiều cho Iran. Liên quan đến những cáo buộc cho rằng các lệnh trừng phạt của Washington lên Iran chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdollahian và các quan chức khác, ngày 20 tháng 5, Mỹ đã lên tiếng đáp trả, bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ rơi trực thăng. Theo hãng tin AP, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby gọi các cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ, khẳng định rằng Mỹ chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn hôm 19 tháng 5, ngay cả khi các nguồn tin Iran chỉ ra sương mù dày đặc là nguyên nhân chính. Ông Kirby cho biết thêm, các nguồn tin chính thức của Iran cho rằng điều kiện bay kém là nguyên nhân gây lo ngại, đặc biệt là sương mù. Mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy đối với thiết bị của mình. Người phát ngôn cho rằng, không có gì đáng ngạc nhiên khi Iran sẽ một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho Mỹ về những vấn đề do chính họ gây ra. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, nhà bình luận Aras Azizi của tạp chí The Atlantic cho biết Iran sẽ bước vào một thời kỳ hỗn loạn sau vụ tai nạn máy bay trực thăng chở Tổng thống của nước này là ông Ebrahim Raisi bị rơi và không có ai trên máy bay sống sót. Theo hãng tin AP, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, 63 tuổi, cùng Bộ trưởng Ngoại giao nước này và những người khác được tìm thấy đã tử nạn tại hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng sau một cuộc tìm kiếm kéo dài hàng giờ qua một khu vực miền núi đầy sương mù ở phía tây bắc đất nước. Vụ tai nạn xảy ra khi Trung Đông vẫn bất ổn bởi cuộc chiến Israel-Hamas. Trong đó, ông Raisi dưới sự chỉ huy của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có vào Israel chỉ vào tháng trước. Dưới thời của ông Raisi, Iran đã làm giàu uranium gần mức cấp độ vũ khí hơn bao giờ hết, làm gia tăng căng thẳng với phương Tây khi Tehran cũng cung cấp máy bay không người lái mang bom cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine và các nhóm dân quân vũ trang trên toàn khu vực. Trong khi đó, Iran đã phải đối mặt với nhiều năm biểu tình rầm rộ chống lại chế độ thần quyền Shiite vì nền kinh tế ốm yếu và quyền của phụ nữ, khiến thời điểm này trở nên nhạy cảm hơn nhiều đối với Tehran và tương lai của đất nước. Truyền hình nhà nước Iran không đưa ra nguyên nhân ngay lập tức về vụ tai nạn ở tỉnh Đông Azerbaijan của Iran. Trong số người thiệt mạng có Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, 60 tuổi. Hãng tin CNN bình luận, cái chết của Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Iran trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng trên sườn núi xa xôi xảy ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn và căng thẳng ở Trung Đông và đối với tình hình trong nước tại Iran. Cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và thảm họa nhân đạo tiếp theo diễn ra ở dải Gaza trong 7 tháng qua đã gây chấn động dư luận toàn cầu và khiến căng thẳng tăng vọt khắp khu vực Trung Đông, đồng thời khiến cuộc chiến tranh bóng tối kéo dài hàng thập kỷ giữa Iran và Israel trở nên rõ ràng. Tháng trước, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có vào Israel. Cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào nước này để đáp trả cuộc không kích chết người rõ ràng của Israel nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Damas khiến một chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. Theo các quan chức Mỹ, Israel đã tấn công trở lại một tuần sau đó, đánh vào các mục tiêu bên ngoài thành phố Isfahan của Iran với phản ứng có chủ đích và nhỏ hơn nhiều. Kể từ đó, những cuộc ăn miếng trả miếng trực tiếp giữa hai bên đã chấm dứt. Nhưng cuộc chiến ủy nhiệm vẫn tiếp tục với việc các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn như Hamas và Hezbollah tiếp tục chiến đấu chống lại lực lượng Israel. Trong khi đó, giới lãnh đạo theo đường lối cứng rắn của Iran đã vượt qua được sự bùng nổ của làn sóng bất đồng chính kiến gần đây trên đường phố ở quê nhà, nơi các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã ảnh hưởng nặng nề trong nhiều năm. Nhà bình luận Azizin đã nói chuyện với Paula Newton của CNN rằng, cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái khác nhau ở nước Cộng hòa Hồi giáo chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt.
Ông Azizi cho biết có thể sẽ có nhiều đấu đá nội bộ nhưng sẽ không xảy ra khủng hoảng hiến pháp. Ông Azizi nói họ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 50 ngày, vì vậy tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ bất ngờ lớn nào ở đó. Có thể có những dịp để người dân biểu tình trở lại như thường xảy ra khi có một cuộc khủng hoảng chính trị. Ông Azizi bình luận, có lẽ không có quan chức nào khác của Cộng hòa Hồi giáo phải chịu trách nhiệm về nhiều cái chết hơn so với ông Raisi đã làm việc trong ngành tư pháp trong nhiều năm và rất nhiều người Iran sẽ không rơi nước mắt. Theo hiến pháp Iran, phó tổng thống thứ nhất của Iran sẽ lên nắm quyền nếu tổng thống qua đời với sự đồng ý của đại giáo chủ Khamenei và một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 50 ngày. Truyền thông nhà nước đưa tin, phó tổng thống thứ nhất Mohammed Mokber đã bắt đầu nhận được cuộc gọi từ các quan chức và chính phủ nước ngoài khi ông Raisi vắng mặt. Ông Raisi, 63 tuổi, là một người có đường lối cứng rắn, từng lãnh đạo cơ quan tư pháp đất nước, được coi là người được đại giáo chủ Khamenei bảo trợ và một số nhà phân tích cho rằng ông có thể kế nhiệm ông Khamenei sau này. Ông Raisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021, cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo. Ông Raisi bị Mỹ trừng phạt, một phần vì liên quan đến vụ hành quyết hàng loạt hàng ngàn tù nhân chính trị vào năm 1988 khi kết thúc cuộc chiến tranh Iran-Iraq đẫm máu.